chính dự án Amiens Mai 2023, mình cảm thấy đây là một dự án vừa không tốn kém, lại đầy ý nghĩa, mong một chút giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Hiện nay, tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, có rất nhiều các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải trú tại bệnh viện dài ngày mà không có điều kiện chi trả đầy đủ học phí. Trước những hoàn cảnh khó khăn, đáng thương đó, học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Ngữ nói chung và các thành viên câu lạc bộ tiếng Anh CN English Club nói riêng mong muốn góp một phần sức lực của mình để chia sẻ gánh nặng cho những gia đình đó. Bên cạnh đó là tạo điều kiện cho các bạn học sinh có những sự hiểu biết hơn về cuộc sống của những con người trong xã hội, đồng thời là để cho các thế hệ thành viên của CC được gắn kết lại với nhau hơn. Rất mong muốn ủng hộ cho Amiens Mai để dự án tiếp tục khả thi, đem lại không chỉ nhiều thành viên hơn nữa. Take it in, but don't look down. I'm on top of the world. Hey.